Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, chủ trì cuộc họp ra soát các công tác chuẩn bị cho tọa đàm Thành phố Đà Nẵng 25 năm thành tựu và triển vọng, chào mừng kỷ niệm 25 năm Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh. Đến nay các công tác chuẩn bị cho tọa đàm thành phố Đà Nẵng 25 năm thành tựu và triển vọng đã cơ bản hoàn thành, nhất là đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động của thành phố nhằm chào mừng 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, chủ động điều chỉnh một số phương án để bám sát với tình hình thực tiễn, chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện lần này. Tọa đàm thành phố Đà Nẵng 25 năm thành tựu và triển vọng sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày mai, ngày 28 tháng 12 năm 2021 và được đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp trên hai kênh Đà Nẵng TV1 và Đà Nẵng TV2 và trực tuyến trên website đà nẵng tv vn